Xin kính chào các bạn vị, các bạn thấy hôm nay mình đẹp trai không ạ? Vòng ngày phía sau có đẹp không ạ? À, mình đã phải đi đến một nơi rất xa để mà trên tay một chiếc điện thoại mở hộp nó. Đây là chiếc Mi Mix 2 phiên bản đặc biệt, tại vì nó sẽ cho ta đó là 8GB RAM của nó trong 128GB. Nhưng quan trọng nhất, đây là một sản phẩm có thiết kế gốm nguyên khối mà chưa từng có trên bất kỳ một chiếc smartphone nào trên thế giới. Mi Mix 1 có rồi mà. Ê, xin lỗi các bạn, nhưng mà Mi Mix 1 vẫn chưa đạt đến độ hoàn thiện và cao cấp nguyên khối như chiếc Mi Mix 2. Và hôm nay mình sẽ mở hộp cho các bạn chiếc siêu phẩm này. Rồi, ok, các bạn đã thấy là cái hộp bên ngoài vẫn tương tự như cũ và phía sau sẽ có các dòng chữ màu vàng để lưu ý về phiên bản đặc biệt này. Và mình sẽ mở hộp cho anh em xem. Rồi, bên trong ta sẽ có một cái tờ giấy của bác CEO Lee Jun cũng đã ký vào đây. Và đây là chiếc Mi Mix 2 phiên bản màu trắng của chúng ta, bản đặc biệt. Và bên trong thì mọi người sẽ còn có những cái gì nào? Cáp kết nối USB Type-C, ta sẽ có một cái cục sạc. Và đây là một cái hộp khác, chắc là sẽ đựng một cái ốp lưng cho mọi người. Đấy, chuẩn không phải chính luôn. Bên trong này chúng ta sẽ có đầu tiên, đó là một cái cáp chuyển đổi từ USB Type-C sang jack 3.5, que thọc SIM và một cái ốp lưng. Nói thật với các bạn là mình không khoái ốp lưng của điện thoại di động tặng kèm, riêng của Mi Mix thì lại rất là khoái. Và lát mình sẽ đeo vào cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ bầu khui zin em nó cho mọi người xem. Ở phía trước thì CEO Lee Jun đã rất tự hào về chiếc máy này vì nó đem lại sự đổi mới cho tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ khui ra, đó, lột trần em ấy ra, như kiểu là ngày xưa mình hay nói câu là trắng ngọc trinh vậy. Và phía sau, đây chính là điểm đặc biệt của chiếc máy này. Các bạn thấy là cái mặt lưng gốm của nó là một khối thống nhất, chứ không phải là sẽ có viền hở giống như kiểu là cái thế hệ trước. Các bạn thấy là phần gốm ta được bo cong và nó bóng bẩy thay đổi theo cái độ sáng phản xạ lại, trông siêu quyến rũ. Nó thật chính ngọc trinh, đứng cạnh em này không nổi bật bằng. Và các cái đường viền như của camera, cảm biến vân tay đều được mạ vàng là 18K, đem lại sự sang chảnh cho nó. Và đây, camera cũng đã được nâng cấp lên với chống rung quang học 40 và với độ phân giải tuy thấp hơn là 12 MP nhưng chụp lại đẹp hơn. Cảm biến vân tay một chạm, đèn flash LED. Và các bạn thấy là bên phải là phím nguồn và tăng giảm lượng. Các cái phím này thì bấm sướng lắm, tê hết cả người. Bên trái là khay đựng SIM của chúng ta. Và với chiếc máy này thì mọi người sẽ có cổng là USB Type-C bên dưới, đồng thời là ra cắm tai nghe cho mọi người cắm vào đây để chuyển đổi loa ngoài và mic thoại. Mặt trước này chính là kích thước màn hình 5.99 inch, thì Xiaomi đã làm nhỏ hơn trên chiếc Mi Mix 2 để cho cảm giác cầm trong tay gọn hơn. Các bạn biết để làm nên chiếc Mi Mix 2 này đã phải nung trong nhiệt độ là 1400 độ C trong vòng 4 ngày để có thể tạo ra được một cái sản phẩm gốm như thế này cho chúng ta. Và hơn nữa, Mi Mix 2 là được thiết kế bởi chính nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới, đó là Philippe Stark. Ông này đã vô cùng nổi với những cái thiết kế mang tính chất là lưu danh sử sách của nhân loại. Sản phẩm Mi Mix 2 cũng đã được lưu trữ trong viện bảo tàng của Pháp vì cái vẻ đẹp cũng như sự tuyệt vời của nó. Mà chúng ta thấy là sự hiện của giải loa thoại. Thì trước đây Mi Mix 1 ấy, thì mọi người hay phàn nàn về việc là truyền sóng âm nghe không tốt. Và với Mi Mix 2, họ đã thiết kế một cái khe hở rất là nhỏ để cho người ta có thể nghe loa thoại ở đây. Và các cảm biến sẽ đặt bên dưới màn hình. Đó, các bạn nghe lên đưa điện thoại, nó sẽ tự động che màn hình này, hay là giảm độ sáng thì đều đặt ở bên dưới màn hình. Một cái công nghệ khá là bá đạo của Xiaomi. Bên dưới vẫn là camera selfie được đặt ở cạnh. Và các bạn thấy là với sản phẩm này chúng ta 5.99 inch, thì nó có một sự thay đổi là màn hình đã chuyển sang tỷ lệ 18:9 thay vì là 17:9 giống như Mi Mix 1. Do đó độ phân giải màn hình sẽ là Full HD Plus. Về cấu hình, nó sẽ là con chip Snapdragon 835 và là bản cao cấp nhất của chúng ta là 8GB RAM, 128GB bộ nhớ trong. Máy cũng đã lên MIUI V9 sẵn mới nhất. Đối với sản phẩm này thì mình sẽ có một vài chia sẻ các bạn. Màn hình hiển thị của nó thì siêu đẹp, không có gì phải chê. Khả năng hoàn thiện và cầm nắm trong tay thì quá tuyệt vời. Nhưng chắc hẳn các bạn biết gốm có một đặc điểm là có thể chống trầy xước vô cùng tốt, nhưng khi rơi lại rất dễ vỡ. Vì thế nên chúng ta sẽ có một cái ốp lưng tặng kèm. Đó, và cái ốp lưng của Xiaomi thì khi đeo lên nó rất là sướng. Bạn thấy đây, ốp lưng đeo lên thì được làm cũng là màu trắng tinh khiết, ốp khít với cái sản phẩm này, vừa giữ được cái sự vẻ đẹp của nó mà vừa cho chúng ta cái sự đảm bảo về cái độ an toàn của máy. Tuy nhiên phải lưu ý cho mình là đối với cái ốp này là ốp mềm nên nó sẽ khá dễ bị bẩn và chuyển sang màu cháo lòng nếu các bạn mà tay hay thường xuyên sờ vào mấy cái chỗ bẩn bẩn ấy. Và về cái chiếc smartphone của chúng ta thì mọi người sẽ có lưu ý đó là nó sử dụng lượng pin 3400 mAh, thấp hơn thế hệ đầu tiên. Và với sản phẩm này thì chiếc Xiaomi chúng ta sẽ đem lại khả năng quay phim, chụp hình đẹp hơn rất nhiều so với thế hệ trước. Đối với mình thì mình khá thất vọng đối với Mi Mix 1 về camera, nhưng với Mi Mix 2 thì mọi thứ cải thiện tốt hơn. Mình cũng đã có một bài đánh giá chi tiết về chiếc máy này để các bạn có thể tham khảo thêm. Tóm gọn lại, khi mà sử dụng chiếc Mi Mix 2 phiên bản gốm, có thể nói một câu là nó đem lại một cái cảm xúc không giống bất kỳ điện thoại nào. Chúng ta đã quá quen với những chiếc máy làm từ kính, làm từ khung kim loại, nhưng khi gốm cầm vào nó đem lại một cái sự sang trọng, sự mát lạnh, sự hoàn thiện của nó là liền mạch, không có bất kỳ một khe hở nào. Và hơn nữa, phiên bản màu trắng sẽ không để lại mồ hôi vào dấu vân tay. Và đây là một chiếc máy tuyệt vời dành những ai là fan Xiaomi, những ai muốn tìm thấy một sự khác biệt đối với những chiếc điện thoại smartphone trên thị trường. Rồi, đây là bài mở hộp và cũng như là cảm nhận, nói chung là mình rất khoái con này. Và mức giá của nó sẽ cao hơn với Mi Mix 2. Và anh em nghĩ sao về chiếc máy này? Anh em có nghĩ gốm sẽ là một tương lai của những chiếc điện thoại cao cấp hay không? Hãy comment chia sẻ ý kiến bên dưới và bình chọn góc màn hình. Hẹn gặp lại bạn ở các video lần sau.